Hoa Khôi Nam Em về quê ăn Tết cùng với đại gia đình. Vừa mới đây, Hoa Khôi Nam Em vừa check-in địa điểm tại quê nhà Tiền Giang. Vậy là đại gia đình của nàng Khôi đã về quê đón Tết. Bỏ qua bao ồn ào của năm cũ và tạm thời không nhắc đến Lãnh Thanh nữa, Nam Em đang cùng gia đình hưởng cái Tết đầm ấm và sum vầy. Qua những bức ảnh được chia sẻ, Nam Em với trang phục giản dị chụp cùng quang cảnh bình yên tại quê nhà với nụ cười duyên dáng. Chắc rằng các fan đã thấy được niềm vui trên khuôn mặt của thần tượng rồi phải không nè? Nam Em còn hài hước chia sẻ đến fan thông qua tấm ảnh mà nàng đang ngồi xổm ở trong vườn thanh long để chụp. Biểu cảm này là thanh long mới bón phân gà, ta nói nó thúi. Lập tức thì các fan gửi lời hưởng ứng đến cô nàng. Trời ơi, không chịu nổi với bả luôn. Ai biểu ngồi đó rồi chơi thúi vậy trời. Đang định khen bả đẹp, ai nhà đọc comment xem mà cười bò luôn. Ta nói thấy Nam Em vui vẻ vậy là mừng ghê, hãy sống tích cực, dù đời nó bạc với mình Nam Em nhé. Trời ơi, sao ngồi đó mà ngửi vậy bé? Nam Em, ủa thúi thì bỏ đi, còn ráng đó ngồi chụp hình nữa trời ơi. Nhìn cách bả nói chuyện dễ thương ghê, thích những tấm hình này quá trời, giản dị, mộc mạc, úp hình nhiều nhiều vô Nam Em nhé. Trời ơi, chịu không nổi với bả luôn. Nam Em, chị rất quý mến em và yêu thương em vô điều kiện, theo dõi em từng chặng đường, cho dù em với Thanh có xảy ra chuyện gì, cũng phải cố vượt qua em nhé. Em hãy tin vào sự chọn lựa của em là đúng. Chúc em đón năm mới vui vẻ, thành công trong mọi việc nhé. Luôn yêu mến em. Chúng ta hãy cùng chúc cho Nam Em có cái Tết thật ấm áp và sum vầy bên gia đình, hít thở không khí bình yên tại quê nhà để tích tụ dư năng lượng sau cái Tết trở lại mạnh mẽ hơn với đấu trường nhan sắc Nam Em nhé. Mọi người đang chờ đợi Nam Em tỏa sáng.